Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Chạy nó khác hẳn luôn so với những cái dòng 3.0 anh em ạ. Đúng là 4.8. Con này mà nhiều giới chơi xe nó gọi là khổng long bạo chúa này anh em này. BVX5 máy 4.8. Xem con này hôm nay sẽ cho anh em trải nghiệm xem con khổng long bạo chúa 4.8 lúc mới là gần 5 tỷ. Xem giờ nó như thế nào. Ủa, các bác nhìn cái khối động cơ dã man luôn. V8 máy 4.8. Con này chắc cả chạy đi nó phải tầm cỡ sướng. Không có gì tả nổi. Cái xe cũ nó cũng có một số chi tiết nó bị xuống cấp theo thời gian thì cũng không tránh được, nhưng mà về cơ bản thì xem con này nó có còn lại được gì nhá. Năm 2007 đến bây giờ là 16 năm, nhưng mà nhìn con này về form dáng nó vẫn đẳng cấp thật sự. Nhìn vẫn rất là chất. Đèn đó mình chụp xe nên cái bộ đèn nét đặc trưng của BVX. Con này là biển 88 Vĩnh Phúc này. Giá đâu đó là anh quanh 345 triệu. Đèn nên rất là đẹp luôn. Đèn nét, có cả giải đèn nét ban ngày. Con này nhập Mỹ nhá. Na răng to khục luôn. Nguyên bản của xe luôn, bậc bệ lên xuống này. Con này về cơ bản sơn xi bên ngoài thì nó còn đẹp lắm. Nó đang bẩn thôi. Con này ngày xưa nếu mà đúng là chỉ có đại gia mới có tiền mua được thôi. Bây giờ thì nó là cái mức giá gần như là anh em nào cũng có thể trải nghiệm mà sở hữu được. 345 triệu. Nội thất cũng hơi bụi bẩn này theo năm tháng này. Xe con này cũng dọn dẹp qua phát là nó cũng là đẹp. Hơi bụi bẩn này. Ghế điện bông hơi nưng. Tắp nô mọi thứ nó vẫn là zin. Trần váo trần nỉ là có cả cửa nóc luôn. Màn hình Android nó lắp thêm. Tắp đi mọi thứ vẫn là tắp đi zin đấy. Đóng mở cửa nghe chắc lắm. Cái da zin của nó thì cũng hơi xuống cấp theo thời gian. Cái màn hình này 100% là X5 đều hỏng. Đằng sau này cửa gió điều hòa độc lập. Tắp ly mọi thứ là nếu mà đánh đi là nó sẽ sạch đẹp. Cam nùi đầy đủ hết luôn. Cốp điện sau cốp này nó gập hàng ghế thứ ba lại, nó cũng là cái không gian khá rộng. Đồ đạc cũng có một số những chi tiết nó gãy, cái này mua thay mới được. Cốp này nó là cốp hít. Cái này như là chủ lắp thêm này, phình to ra một chút thì khá là đi đỡ bụi bẩn nó văng vào. Cơ bản con này nội thất vẫn là nội thất zin, nó cũng bị xuống nhìn nó cũ theo thời gian đấy. Nhưng mà chơi những cái đời 2007 này em nghĩ là nó cũng không phải là cái vấn đề lớn. Chủ yếu là máy móc số má nó như thế nào thôi. Kể cả ghế lái này nó cũng xuống cấp theo thời gian. Rồi, ok. Hôm nay em sẽ cùng anh em trải nghiệm con BVX5 đời 2007 bản 4.8 này, xem là nó còn lại được gì sau 17 năm sử dụng. Đó. Form dáng rất dữ nha.
tôn vỏ thì dây bịch luôn. Trước mua gần 5 tỷ. Ghế lái cũng là chỉnh điện luôn này. Vô lăng này cũng chỉnh điện này. Ga tự động. Vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện. Để start top mà. Ok. Bấm phát nổ ngay. Hiện tại nó đang báo lỗi là cái cảm biến áp suất nốt. Nói chung là về cơ bản con này thì còn phải chạy thử xem nó ra làm sao. Sao không vào được số nhỉ? À, mới đang để cái chế độ thể thao nên nó không vào số. Ra đây. D này. Bóp ở đây. Tiến lên là nùi này. Gầy xuống dưới này là đỗ N này. P là bấm nút P. Alo. Anh vào Zalo em số điện thoại này, em có đăng ảnh xe và thông tin xe đấy. Anh vào Zalo em số này nhá. Em có đăng ảnh xe và thông tin xe đấy. Dạ. Con nào nhỉ anh nhỉ? Con mẹ E280. Mẹ E280 ấy. Vâng. Đợi em tí, em đang quay giở xe xong em điện lại nhé. Máy nổ cơ bản là ngồi bên trong là vẫn êm lắm các bạn. Êm, thực sự là không nghe tiếng động cơ nó hoạt động đâu. Trạng lái là nó hơi đầm một chút, hơi nặng nặng. Vì cái dòng này nốp to đùng, xe xác nó nặng này. Vào số chạy thử các bạn nhé. Con này em nghĩ là nhiều anh em chưa được trải nghiệm dòng 4.8 này. Thường chúng ta đi 1.6, 1.8 ấy, như cả 2.0 ấy, rồi là 3.0. Những con này là 4.8 thì em nghĩ là chạy nó sẽ khác bọt này. Ví dụ là vượt qua hai xe này nhá. Úi giời. Chạy nó khác hẳn luôn so với những cái dòng 3.0 anh em ạ. Đúng là 4.8. Ui dồi. Con này giảm sóc sau hơi cứng. Nhưng mà chạy nó có cái độ rung rung. Con này chắc là phải kiểm tra lại cái hệ thống giảm sóc. Đi qua những cái gờ chỗ phần đèn xanh đèn đỏ ấy, thì nó cũng chắc chắn phết. Ui, con này đạp ga thật là, kể cả Range Rover này, Range Rover vẫn không có cảm giác mà đạp nhấn mạnh ga mà nó được vọt lên như cái dòng X5 4.8 này anh em ạ. Em đã chạy rất là nhiều dòng xe rồi nhưng mà thực sự là ngồi lên BMW X5 mà bản 4.8 thì chạy nó cảm giác sport thực sự. À con này nó có cả chế độ, à con này nó không, bản này nó không có chế độ sport, nhiều con nó có chế độ sport đây. Ôi. Con này xác định chơi con này thì xăng gộ em nghĩ là không tính đâu, bởi vì nó xác định tầm khoảng 20 lít trên 100 cây. Giảm sóc nó hơi có vấn đề. Đó, xe nó đi cảm giác nó vẫn có cái độ trồng trành. Nó do giảm sóc. Còn đâu đi đường mịn này thì ok, không vấn đề gì. À, đi qua những cái gờ này gầm chắc chắn. Ô, con này vô lăng của nó cũng hơi bị lệch một chút này. Cái này khả năng là chúng ta phải xử lý lại cái hệ thống thức lái, protein các thứ, không biết là cân chỉnh trụng xoè khả năng của nó hết rồi.
Ui, đúng không? Đạp ga con này nó quá đẳng cấp luôn, một tí đạp ga chỉ vài giây nó lên trăm, phanh pháo mọi thứ ok, không vấn đề gì. Ui trời ơi, hơn 300 triệu đồng thôi. VP cho anh em xem qua qua một chút về con này. Về cơ bản ấy thì máy gầm của nó là cũng rất ổn. Máy 4.8 con này chạy cực kỳ khác biệt so với những cái động cơ mà 3.0 quay đầu ấy. Những cái dòng xe động cơ 3.0 quay đầu chạy thì nó cảm giác nó sport, nó cũng bình thường thôi. Nhưng con này bản 4.8 thực sự là chạy rất là phấn khích. Dành cho anh em nào chúng ta đam mê tốc độ cũng như là muốn cái cảm giác lạ của cái dòng xe ô tô, muốn cảm giác lạ mà không quan tâm về cái vấn đề xăng cộ thì đi con này nó là hợp lý. Trải nghiệm, nếu mà chúng ta không trải nghiệm dòng 4.8 này, chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được động cơ máy 4.8 của những dòng xe ô tô nó chạy như thế nào, không thể biết được luôn. Còn đâu là về cơ bản là chạy về test qua một vòng đi một đoạn thì em cảm thấy là con này là chỉ có cái phần xử lý là cái hệ thống rotin thức lái cũng như là cái hệ thống giảm sóc ở phía sau ấy, nó đang có một cái giảm sóc bên nào đó trái hoặc phải, nó đang hơi bị cứng, cho nên là khi mà đi qua những cái cung đường mà nó lượn lượn ấy là chúng ta ngồi trong xe nó sẽ có cái độ chòng chành, nó không được êm. Con này là sử dụng giảm sóc bóng hơi, là hai giảm sóc ở phía sau, khả năng có một cái giảm sóc bóng hơi nó đang hơi bị cứng, nó đang có vấn đề. Cái này thì sẽ phải xử lý lại. Rồi nhưng mà vẫn phấn khích nhất là cái hệ thống động cơ 3.8 của nó cho chúng ta một cái cảm giác đạp ga ấy, nó thực sự là khỏe và bốc cảm giác lạ luôn. Anh em nào mà đang đi những cái dòng mà 1.8, 2.0 mà nhảy lên con này đi thì đúng là không biết tả như thế nào cho nó vừa. Đấy, ví dụ nhá, từ ở vòng bên trong này nó là công tơ mét, còn ở ngoài nó là dặm. Thì từ 0 đến 100km của con này thì em nghĩ nó chỉ vài giây thôi. Đây, em sẽ test cho các bác nhé. Em nghĩ nó chỉ vài giây thôi. Đây nhá, chúng ta cùng test từ 0 đến 100km xem là mấy giây nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, em không dám đập căng đâu, nhưng mà nó sơ sơ tầm khoảng 5 đến 7 giây ấy, nó lên 100. Con này xăng cộ nó cũng xác định tầm khoảng 20 lít. Nếu mà anh em đi đường hỗn hợp 20 lít quay đầu. Nếu mà chúng ta đi đường trường ấy thì em nghĩ nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15-16 lít thôi. Khá ổn. Đấy, cái giảm sóc đi qua những cái đường mà nó không được cân nên là nó hơi chòng chành trong xe. Xe thì chạy vẫn chắc chắn. Đời 2007, 17 năm rồi. Những con này là bây giờ nó không phải là dành cho những số đông anh em, và gần như là chỉ những anh em nào mà chúng ta muốn trải nghiệm một dòng xe chấm to, dòng xe của Đức. Lúc trước thì gần như là những con này mà lăn bánh ở ngoài đường thì chúng ta nhìn vào chúng ta chỉ biết là mơ ước và khao khát thôi, bởi vì thời điểm đấy nó nhiều tiền quá, không phải ai cũng mua được. Nhưng mà bây giờ thì anh em nào cũng mua được rồi, hơn 300-345 triệu mua những con này, mà con nào mà về sẵn đi là ok này. Như con này là cửa hàng em bảo dưỡng và sửa chữa lại một số thứ, như đoạn đầu video clip em vừa kể đấy, là cái thước lái nó đang hơi bị lệch một chút, nó không bị dơ đâu nhưng mà nó hơi bị lệch này, để đi thẳng nó hơi bị lệch này. Cái này kiểm tra rotin thôi, còn đâu giảm sóc và sau thì có một cái giảm sóc bóng hơi nào đấy nó hơi bị cứng, đâm ra là khi mà đi vào những cái chỗ đường lượn ấy, đường nó có độ nõm ấy thì nó cảm giác nó hơi bị chòng chành. Xử lý hai cái điểm đấy thôi, còn đâu là về thân vỏ thì cho rửa sạch qua nước nã thôi, nội thất thì cũng đánh qua spa qua thôi là con này ok rồi.
Còn nội thất thì cũ theo thời gian thì con này thì có thể để nguyên, hoặc là anh em nào thích chúng ta có thể bọc lại mới. Đấy, cơ bản là em thấy là con này chạy máy của nó là ok đấy. Máy chất, chất thực sự luôn. Máy 4.8, V8. Rồi. Ê, bác nào mà đang quan tâm đến con BMW X5 đời 2007 máy 4.8 nhập Mỹ, anh em hãy alo cho em để em chốt cho các bác con này nhé. Và cửa hàng em có nhận trao đổi xe, và những cái lỗi mà em vừa test ấy, em sẽ cho xử lý lại. Còn đâu là các bác mua về thì yên tâm, mà chỉ việc đi thôi. Chào tất cả các bác nhé.